thưa quý vị, hôm nay ngày 3 tháng 1 năm 2017, chúng tôi gồm có Phương Thảo và Quốc Cường xin hân hạnh chào đón tất cả quý vị đến với bản tin tức của đài KVLA trên băng tần 56.5 và Galaxy 19. Và trước khi bắt đầu bản tin chính trong ngày, chúng tôi xin mời quý khán giả đến với một vài cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình. Phần tin tức hôm nay được sự bảo trợ của các cơ sở thương mại sau đây. US Doctor Clinical là một công ty dược thảo uy tín, được một liên đoàn gần 45 bác sĩ tư vấn. Magic Bancor, công ty tài trợ và tái tài trợ địa ốc. Arthro 7 là loại dược thảo chuyên giúp giảm đau nhức xương khớp, đang được bày bán tại các siêu thị Walgreens, CVS, Major, Rite Aid và Kroger. Lady Bell Medical Spa chuyên cung cấp các dịch vụ chăm sóc sắc đẹp, đặc biệt trẻ mãi không già. Hệ thống truyền hình KVLA Home Shopping bán nữ trang hạt xoàn cẩm thạch giá rẻ bất ngờ. Kính thưa quý vị, trong bản tin ngày hôm nay có những nội dung chính như sau. Ông Donald Trump thông tin Bắc Hàn sắp hoàn thành tên lửa đạn đạo. Hệ thống máy tính hải quan Liên bang Hoa Kỳ bị đánh sập. Bạo loạn trong nhà tù ở Brazil, 60 người thiệt mạng. Bắt giữ con gái bạn thân của Tổng thống Park Geun-hye. Khách Hoa Kỳ tử vong trong khách sạn ở Sài Gòn. Kính thưa quý vị, để bước vào phần tin Hoa Kỳ, mời quý vị đến với xứ ngôn viên Phương Thảo. Kính thưa quý khán giả, bản tin Hoa Kỳ đầu tiên đã cho biết ông Donald Trump đã không tin rằng Bắc Hàn sắp hoàn thành tên lửa đạn đạo. Tin từ Reuters đã cho biết, Tổng thống đắc cử Donald Trump vào ngày 2 tháng 1 đã khẳng định Bắc Hàn vẫn chưa thể phát triển được tên lửa mang đầu đạn hạt nhân có thể chạm đến đất nước Hoa Kỳ. Và tuyên bố trên của ông Donald Trump đã được đưa ra chỉ sau một ngày khi nhà lãnh đạo Triều Tiên là Kim Jong-un đã tuyên bố Triều Tiên đang bước vào giai đoạn cuối cùng của việc phát triển tên lửa đạn đạo xuyên lục địa. Tổng thống đắc cử Donald Trump đã nhấn mạnh, Triều Tiên nói rằng họ đang bước vào giai đoạn cuối cùng của việc phát triển một loại vũ khí hạt nhân có thể chạm đến đất nước Hoa Kỳ. Điều này không thể xảy ra. Và trước đó, ông Trump cũng đã lên tiếng đã nói rằng, ngay khi lên nắm quyền, Hoa Kỳ sẽ tăng cường sức mạnh và mở rộng năng lực hạt nhân và chỉ trích Trung Quốc đang gia tăng nhanh chóng tốc độ quân sự hóa của nước này. Tuy nhiên, theo các chuyên gia cho biết, muốn đối phó với Bắc Hàn, ông Donald Trump vẫn rất cần đến Trung Quốc bởi nước này là đồng minh thân cận của Triều Tiên và có ảnh hưởng rất lớn đến các chính sách của Triều Tiên. Gia đình Tổng thống Obama trở về sau kỳ nghỉ ở Hawaii. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã trở lại thủ đô Washington hôm Chủ nhật sau kỳ nghỉ và sắp sửa áp dụng những biện pháp kiểm soát mới nhắm vào hoạt động mua bán súng. Tổng thống Obama, phu nhân Michelle và hai cô con gái rời bang Hawaii ở Thái Bình Dương chiều tối thứ Bảy sau kỳ nghỉ lễ Giáng sinh tại nơi sinh của ông. Ông Obama đang bước vào những ngày cuối cùng của nhiệm kỳ tổng thống và sẽ mãn nhiệm vào ngày 20 tháng 1 năm 2017 sau 8 năm ở Tòa Bạch Ốc. Ông họp với Bộ trưởng Tư pháp Loretta Lynch vào thứ Hai để thảo luận về sắc lệnh hành pháp sắp ban hành để mở rộng việc điều tra lý lịch những người mua súng, một phản ứng đối phó với hàng loạt vụ xả súng đẫm máu trên khắp nước Mỹ trong mấy năm gần đây. Và gần đây là vụ thảm sát hồi tháng trước ở San Bernardino, bang California, làm 14 người thiệt mạng. Tổng thống Obama dự trù sẽ tham gia một buổi hỏi đáp được truyền hình trực tiếp trên đài CNN vào ngày thứ Năm, vài ngày trước khi ông đọc bài diễn văn về tình trạng liên bang tại Quốc hội vào ngày 12 tháng 1. Và Tổng thống Obama sẽ đọc diễn văn chia tay tại Chicago. Tin từ Hawaii đã cho biết, trên trang web của Nhà Trắng mới đây đã công bố rằng Tổng thống sắp mãn nhiệm kỳ của Hoa Kỳ là ông Barack Obama
sẽ có một bài phát biểu để tạm biệt tại Chicago vào ngày 10 tháng 1 sắp tới. Trong thông báo của mình, ông đã cho biết, vào thứ Ba ngày 10 tháng 1, tôi sẽ trở về quê nhà Chicago để nói lời cảm ơn và chia tay các bạn. Ông Obama cũng đã nhắc đến chuyện tổng thống đầu tiên của Hoa Kỳ là George Washington đã tự tay viết bài diễn văn tạm biệt vào năm 1796. Và do đó, ông sẽ đọc bài diễn văn của ông tại thành phố quê nhà Chicago. Trong tuyên bố qua email, ông đã cho biết, ông nghĩ rằng đây là một cơ hội để ông cảm ơn người Hoa Kỳ về một cuộc hành trình tuyệt vời này, để ông chúc mừng họ về những thay đổi tốt đẹp sau 8 năm làm việc. Theo nội dung thông báo qua email, chủ đề của bài diễn văn tạm biệt có thể xoáy vào thách thức mà người Hoa Kỳ đã phải đối mặt kể từ năm 2009 và dưới sự lãnh đạo của ông, người Hoa Kỳ đã vượt qua những khó khăn bằng sự đoàn kết cũng như bằng quyết tâm mạnh mẽ hơn. Thượng nghị sĩ John McCain ủng hộ Georgia gia nhập NATO. Kính thưa quý vị, hôm qua ngày 2 tháng 1, phái đoàn Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ do ông John McCain dẫn đầu đã thảo luận về phát triển quan hệ đối tác chiến lược giữa Mỹ và Georgia với Tổng thống Georgi Mavalashvili tại Tbilisi, đồng thời tỏ thái độ ủng hộ Georgia gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương gọi tắt là NATO. Georgia muốn trở thành tư cách thành viên NATO kể từ khi hợp tác chính thức bắt đầu vào năm 1994, thời điểm quốc gia này trở thành một thành viên của chương trình đối tác vì hòa bình. Tháng 4 năm 2008, tại hội nghị thượng đỉnh NATO tổ chức ở Bucharest, những người đứng đầu các quốc gia khối đồng minh này đã nhất trí để Georgia trở thành một thành viên của NATO trong tương lai. Trong cuộc gặp này, các vấn đề liên quan đến tăng cường quan hệ đối tác chiến lược, hợp tác kinh tế, nhưng cũng như tình hình trong khu vực đã được họ thảo luận. Ông John McCain cùng các thượng nghị sĩ như ông Lindsey Graham và Amy Lubutka đã tới Georgia vào hôm 1 tháng 1 trong khuôn khổ chuyến công du các quốc gia vùng Baltic như Ukraine, Georgia và Montenegro. Hệ thống máy tính của Hải quan Liên bang Hoa Kỳ đã bị đánh sập. Tin từ Reuters vào ngày 3 tháng 1 đã cho biết, Hoa Kỳ đã bị sập hệ thống máy tính hải quan trên toàn quốc, đã khiến cho hàng nghìn hành khách phải chờ đợi hàng dài tại sân bay đến mức mệt mỏi và khó chịu. Trao đổi với phóng viên của Reuters, người phát ngôn viên của Cơ quan Bảo vệ Biên giới và Hải quan đã cho biết rằng, một vài sân bay chứng kiến cảnh chậm trễ và cơ quan này đang phải thực hiện các biện pháp để nhanh chóng khắc phục sự cố. Sân bay tại thành phố Fort Lauderdale là trung tâm trung chuyển lớn nhất nước và là khu vực Caribeco đã cho biết. Dịch vụ hải quan và biên giới trên toàn quốc đã bị tạm ngừng và do đó, hành khách phải chịu cảnh chậm trễ thủ tục hải quan cho đến khi hệ thống đã được khôi phục hoàn toàn. Một quan chức tại sân bay quốc tế Miami cũng cho biết, hơn 30 chuyến bay quốc tế tại đây đã bị ảnh hưởng và ngoài ra, hành khách tại sân bay đã thiếu thông tin và hướng dẫn về sự cố nên phàn nàn và khó chịu đã dẫn đến bầu không khí căng thẳng tại các sân bay. Các nghị sĩ đảng Cộng hòa muốn trừng phạt Nga nhiều hơn. Theo tin từ Georgia, hai thượng nghị sĩ Cộng hòa là John McCain và Lindsey Graham cho biết họ sẽ thúc đẩy biện pháp trừng phạt mạnh hơn đối với Nga sau khi chính phủ Hoa Kỳ cáo buộc Nga tấn công mạng Internet trong cuộc bầu cử tổng thống. Phát biểu với giới báo chí tại Georgia, thượng nghị sĩ Lindsey Graham của đảng Cộng hòa khẳng định hiện tại là thời điểm Hoa Kỳ cần áp đặt các lệnh trừng phạt mới không chỉ nhằm vào cá nhân Tổng thống Nga Vladimir Putin mà còn đối với các lĩnh vực năng lượng và ngân hàng của Nga. Trong khi đó, thượng nghị sĩ John McCain nhấn mạnh Hoa Kỳ và các quốc gia đồng minh cần có những biện pháp để chống lại những bước đi của Nga. Những tuyên bố trên được đưa ra sau khi đầu tháng trước, nhiều thượng nghị sĩ của cả hai đảng Cộng hòa và Dân chủ đã kêu gọi tiến hành một cuộc điều tra đặc biệt liên quan tới các vụ tấn công mạng nhằm vào Hoa Kỳ của một số nước, đặc biệt là Nga, trong thời gian diễn ra cuộc bầu cử tổng thống ở Hoa Kỳ. Và Hoa Kỳ vẫn chưa xác định hacker Nga đã xâm nhập vào mạng lưới điện Vermont. Tin từ Reuters cho biết, các quan chức của Hoa Kỳ vào ngày hôm qua đã cho rằng không có thông tin đã cho thấy mạng lưới điện tại bang Đông Bắc Vermont đã bị thâm nhập, ngay cả khi họ đã tiếp tục điều tra về phần mềm bị nghi là độc hại của Nga đã được tìm thấy trên máy tính xách tay của ngành điện. Bộ An ninh Nội địa của Hoa Kỳ vào đêm cuối năm 2016 đã cho biết chiếc máy tính xách tay không được kết nối với lưới điện do Sở Điện Burlington vận hành.
Bộ đã nói rằng sở điện đã hành động ngay để cô lập chiếc máy tính xách tay sau khi đã tìm thấy mã phần mềm độc hại đã được sử dụng trong các hoạt động bị nghi là các cuộc xâm nhập máy tính của Nga. Nhà chức trách gọi các hoạt động như vậy là Grizzly Step, và việc phát hiện ra phần mềm độc hại đã làm bùng lên mối quan tâm tại Hoa Kỳ về các lỗ hổng trong việc vận hành các hạ tầng cơ sở trọng yếu của đất nước. Các quan chức an ninh nội địa cũng đã từ chối cho biết các hãng dịch vụ dân sinh tiện ích hoặc các cơ quan khác cũng đã có các cáo về tìm thấy phần mềm độc hại tương tự trên hệ thống của họ hay không, và các quan chức đã nói rằng đó là thông tin mật. 4 người thiệt mạng do nước nhiễm thuốc trừ sâu tại Texas. Theo tin từ Reuters cho biết, ngày 3 tháng 1, có 4 thiếu niên sinh sống tại bang Texas đã bị thiệt mạng sau khi hít phải khí độc phát sinh từ nước nhiễm thuốc trừ sâu. Ngoài ra, ít nhất 5 người khác cũng đã phải nhập viện. Được biết, các thanh thiếu niên nói trên có độ tuổi từ 7 đến 17 và đang có mặt trong ngôi nhà xảy ra vụ việc. Theo giới chức bang Texas, một loại thuốc trừ sâu chứa chất aluminium phosphate được phun ra trong vườn cây quanh nhà để đã vô tình bị ngấm vào nước trong khi dọn rửa, tạo phản ứng sinh ra khí cực độc. Aluminium phosphate được xếp hạng chất độc hại loại 1, loại cao nhất trong thang cảnh báo của cơ quan môi trường tại Hoa Kỳ và đã bị hạn chế sử dụng. New York đã khai trương trầu tạm thế kỷ. Theo tin từ CNN cho biết, thành phố New York đã vừa khánh thành 3 trạm tàu điện ngầm được mệnh danh là công trình thế kỷ vì được lên kế hoạch từ năm 1920. Bởi vì nhiều lý do, dự án này đã liên tục bị trì hoãn dù có nhiều đời chính quyền đều công bố các bản kế hoạch cập nhật và cam kết sẽ sớm khởi công. Theo AFP, đã dẫn lời của bác sĩ Jay Lerman là cư dân New York đã cho biết, vào hồi năm 1950, họ đã từng đưa ra dự trù kinh phí cập nhật là 500 triệu Mỹ Kim, và phải mất 60 năm, và số tiền đã đội lên là 4,4 tỷ Mỹ Kim. Chúng tôi mới thấy được hình hài của những trạm đầu tiên. Các trạm tàu mới nằm trên đoạn đường 3,2 km, vốn dự kiến sẽ tiếp tục được nối dài để hoàn tất chuyến tàu với tổng cộng 13 trạm, và nối các địa điểm từ Bắc xuống Nam của quận Manhattan, New York. Đây được xem là dự án quan trọng của giao thông công cộng thành phố, vì hầu hết các tuyến tàu điện ngầm hiện đang quá tải. Tuy nhiên, thời gian khởi công và khánh thành các trạm còn lại vẫn chưa được xác định. Kính thưa quý vị, và bản tin cuối cùng trong phần tin Hoa Kỳ là việc diễn viên điện ảnh Eva Longoria sẽ chủ trì tại buổi lễ trao giải thưởng của FIFA. Theo tin từ Reuters cho hay, nữ diễn viên Eva Longoria sẽ là người đảm nhận vai trò dẫn chương trình tại buổi lễ trao giải thưởng FIFA vào ngày 9 tháng 1 tới đây. Eva là một diễn viên điện ảnh người Hoa Kỳ và từng cũng nhận được đề cử quả cầu vàng. Cô nổi tiếng với vai Gabrielle Solis trong bộ phim truyền hình hài kịch Desperate Housewives của kênh ABC và vai diễn trong phim Over Her Dead Body. Theo thông báo mới nhất, Eva sẽ cùng với MC nổi tiếng đài truyền hình Đức Marco Cyril đảm nhiệm vai trò dẫn chương trình tại buổi trao lại giải thưởng FIFA sắp tới diễn ra vào ngày 9 tháng 1. Với việc tách riêng với giải thưởng quả bóng vàng, kể từ năm nay, FIFA sẽ đưa ra trở lại những giải thưởng vinh danh dành cho các cầu thủ xuất sắc nhất trong năm dựa trên những tiêu chí riêng của mình. Tuy nhiên, cũng như giải thưởng quả bóng vàng, Cristiano Ronaldo tiếp tục đang là ứng cử viên nặng ký nhất cho giải thưởng cầu thủ xuất sắc nhất trong năm của FIFA lần này. Đó là một vài thông tin chi tiết trong phần tin Hoa Kỳ Phương Thảo và Quốc Cường vừa gửi đến quý khán giả. Trước khi bước sang bản tin thế giới, chúng tôi xin kính mời quý khán giả đến với một vài cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình. Quý vị và các bạn vẫn đang theo dõi bản tin tức của đài KVLA trên băng tần 56.5 và Galaxy 19. Và cũng như thường lệ, để bước vào phần tin thế giới, mời quý vị đến với xứ ngôn viên Phương Thảo. Kính thưa quý khán giả, bản tin thế giới đầu tiên nói về việc bạo loạn trong nhà tù ở Brazil đã cho 60 người thiệt mạng. Theo hãng tin Reuters đã cho biết rằng, một vụ bạo động đẫm máu đã xảy ra tại nhà tù ở phía tây bắc của bang Amazonas, Brazil, đã khiến cho ít nhất 60 người thiệt mạng.
Vụ bạo động đã xảy ra vào ngày 2 tháng 1 tại nhà tù Anísio Jobim thuộc thành phố Manaus của bang Amazonas. Cuộc bạo động kéo dài suốt 17 tiếng và có đến khoảng 300 tù nhân đã lợi dụng sự hỗn loạn để trốn thoát. Theo nguồn tin an ninh của Brazil đã cho biết, vụ bạo loạn đã bùng phát sau cuộc đụng độ dữ dội giữa các nhóm tù nhân thuộc hai băng đảng ma túy đối địch khét tiếng. Các nhóm quan sát quốc tế như là Tổ chức Theo dõi Nhân quyền đã chỉ trích điều kiện quá tải trong hệ thống nhà tù của Brazil đã dẫn đến các cuộc bạo động chết người trong những năm qua. Theo Tổ chức Theo dõi quyền Nhân quyền đã cho biết, các tù nhân rất dễ dính vào bạo lực và bị các băng nhóm ma túy tuyển dụng với lý do thiếu việc kiểm soát nhà nước trong các nhà tù. Và tình trạng quá tải là một vấn đề phổ biến tại các nhà tù ở châu Mỹ Latin. Anh cảnh báo các vụ tấn công khủng bố mới. Theo tin từ Reuters, ngày 2 tháng 1, Bộ trưởng Ngoại giao Anh đã cảnh báo những công dân nước này đang có kế hoạch đến Thổ Nhĩ Kỳ về các vụ tấn công mới có khả năng tiếp tục xảy ra tại Thổ Nhĩ Kỳ. Khuyến cáo của Bộ Ngoại giao Anh nêu rõ nguy cơ xảy ra tấn công khủng bố tại các cơ sở ngành hàng không tại Thổ Nhĩ Kỳ vẫn ở mức rất cao. Ngoài ra, một số vụ tấn công có thể nhằm vào những lợi ích và khách du lịch của các nước phương Tây, đặc biệt là tại thành phố lớn ở Thổ Nhĩ Kỳ. Trước đó, Ngoại trưởng Anh Boris Johnson đã gọi vụ tấn công khủng bố tại hộp đêm Rena ở thành phố Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ là hành động hèn nhát. Ông Johnson đã liên lạc với Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlüt Cavusoglu, trong khi Thủ tướng Anh Theresa May cũng viết thư cho Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan để tái khẳng định rằng về việc hỗ trợ kiên định của London đối với Ankara trong cuộc chiến đấu chống chủ nghĩa cực đoan. Và Đức Giáo Hoàng đã chủ tọa thánh lễ chào mừng năm mới. Tin từ Vatican đã cho biết, Đức Giáo Hoàng Francis vào ngày 1 tháng 1 năm 2017 đã chủ tọa thánh lễ diễn ra long trọng tại Vương cung Thánh đường Saint Peter để nhân dịp đón mừng năm mới. Lãnh tụ tinh thần của 1,2 tỷ người Công giáo La Mã đã thúc giục các gia đình nên thắt chặt mối liên lạc với nhu cầu, phá vỡ sự cô lập bằng cách đổi mới nhận thức thay vì chạy theo hư ảo của đời sống. Thánh lễ đầu năm mới đã diễn ra trong vòng 90 phút giữa hàng rào an ninh thắt chặt chung quanh tòa thánh Vatican. Đức Giáo Hoàng cũng đã cảnh báo về thói chia rẽ và phân hóa của loài người đã làm chai cứng mọi trái tim. Đức Giáo Hoàng cho rằng có người đã bị mất khả năng thương xót và lòng trắc ẩn đối với người khác vì trái tim bị chai cứng và điều đó đã dẫn đến sự trống rỗng, sự cô đơn ở con người. Sau khi kết thúc thánh lễ, Đức Giáo Hoàng đã hướng đến công trường Saint Peter, dừng lại và bắt tay cũng như chụp ảnh với các Kitô hữu. Vào hôm nay, Ngài sẽ đọc thông điệp để đánh dấu Ngày Quốc tế Hòa bình của Giáo hội. Ai Cập trao trả thi thể nạn nhân thiệt mạng vụ rơi máy bay. Hãng hàng không Ai Cập Egyptair thông báo hôm nay 1 tháng 1 đã tiến hành trao trả những phần thi thể còn lại của các thành viên phi hành đoàn MS-804 tới gia đình của họ, trong khi việc bàn giao di cốt những hành khách người Ai Cập và người nước ngoài khác được bắt đầu trong ngày hôm nay. Trong số 66 người tử nạn trên chuyến bay xấu số từ Paris đến Cairo, có 40 người Ai Cập, 15 công dân Pháp và 11 hành khách thuộc quốc tịch các nước như Iraq, Canada, Bỉ, Bồ Đào Nha. Ủy ban điều tra Ai Cập khẳng định đã tìm thấy dấu vết của chất nổ trên những phần thi thể của nạn nhân. Sau khi quá trình giải mã hộp đen của máy bay cho thấy, dấu vết cháy ở trong hoặc gần chiếc máy bay Airbus 320. Trước khi máy bay rơi, đến nay Bộ Hàng không Ai Cập vẫn cho rằng vụ tai nạn máy bay có thể là do khủng bố. Tuy nhiên, giới chức Pháp cho rằng cần phải có thêm những bằng chứng nữa mới có thể đưa ra kết luận cuối cùng. Thổ Nhĩ Kỳ đã tiếp tục theo đuổi chiến dịch ở Syria. Tin từ Ankara đã cho biết, Phó Thủ tướng của Thổ Nhĩ Kỳ là Duman Kurtulmus vào ngày 2 tháng 1 đã tuyên bố rằng nước này vẫn sẽ tiếp tục để theo đuổi chiến dịch quân sự ở Syria, bất chấp có vụ tấn công đã làm cho 39 người chết tại hộp đêm Rena ở thành phố Istanbul vào ngày đầu năm mới. Phát biểu tại buổi họp báo, ông Duman đã nhấn mạnh rằng đây là một thông điệp gửi đến các hoạt động xuyên biên giới của Thổ Nhĩ Kỳ, đặc biệt là chiến dịch lá trắng Euphrates nhằm chống lại các tổ chức khủng bố. Theo ông Duman, thì sau khi giành được nhiều thị trấn tại làng mạc từ tổ chức của nhà nước Hồi giáo ở Syria, các lực lượng của Thổ Nhĩ Kỳ và đồng minh
đang nhằm mục tiêu tiến đánh các khu vực ở phía tây Syria như là Manbi, Zarapulo, Albas. Ông Numan cũng đã khẳng định sứ mệnh quân sự đó sẽ chỉ kết thúc khi mà các tổ chức khủng bố không còn là một mối đe dọa đối với Thổ Nhĩ Kỳ. Và phát biểu của Phó Thủ tướng Numan đã được đưa ra sau khi tổ chức nhà nước Hồi giáo IS tự xưng đã lên tiếng để nhận trách nhiệm vụ thảm sát một hộp đêm vào ngày đầu năm mới ở Istanbul đã làm cho 39 người thiệt mạng. Nhóm khủng bố này đã tuyên bố rằng, chúng tôi thực hiện vụ tấn công nhằm trả đũa việc Thổ Nhĩ Kỳ đã can thiệp vào quân sự Syria. Iraq tái chiếm phần lãnh thổ phía đông Mosul từ IS, chỉ huy lực lượng chống khủng bố của Iraq, Trung tướng Abu Wahab al-Sadi cho biết, các lực lượng nước này đã giành lại khoảng 2/3 lãnh thổ phía đông của thành phố Mosul từ tổ chức nhà nước Hồi giáo IS tự xưng kể từ khi mở màn chiến dịch tấn công giành lại thành phố này vào giữa tháng 10 năm 2016. Với sự trợ giúp của Liên minh quốc tế chống khủng bố do Hoa Kỳ đứng đầu, quân chính phủ Iraq ngày 17 tháng 10 đã phát động chiến dịch quân sự được coi là có quy mô lớn nhất kể từ năm 2003 nhằm giành lại Mosul, thành phố lớn thứ hai của Iraq, cách thủ đô Baghdad 400 km về phía bắc. Chiến dịch có sự tham gia của khoảng 100.000 người, bao gồm các lực lượng quân đội, cảnh sát Iraq, các tay súng người Kurd và lực lượng dân quân Hồi giáo dòng Shiite. Hiện hàng trăm nghìn dân thường vẫn còn mắc kẹt trong thành phố lớn thứ hai này của Iraq, khiến các lực lượng của Iraq và đồng minh chậm đà tiến quân và phải thận trọng hơn. IS đã tuyên bố nhận trách nhiệm vụ tấn công hộp đêm ở Istanbul. Vào ngày 2 tháng 1, tổ chức khủng bố nhà nước Hồi giáo IS tự xưng đã vừa chính thức nhận trách nhiệm vụ xả súng đêm giao thừa nhằm vào một hộp đêm đông đúc ở thành phố Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ, đã làm cho 39 người chết. Theo đài RT đã cho biết, trong số những nạn nhân thiệt mạng có 16 người nước ngoài, gồm một phụ nữ Israel, một người Nga. Bên cạnh đó, vụ tấn công còn làm cho 69 người đã bị thương. Nạn nhân đã đến từ hơn 10 quốc gia khác nhau, chủ yếu là các nước Trung Đông như là Syria, Arabia, Jordan, Libya và Lebanon. Phó Thủ tướng của Thổ Nhĩ Kỳ là Numan Kurtulmus đã nói rằng giới hữu trách đã lấy được dấu tay cũng như những thông tin nhận diện cơ bản của hung thủ và sắp xác định được hung thủ. Và ông cũng xác nhận các tin tức nói 8 người đã bị bắt liên quan đến vụ tấn công. Vụ tấn công đã bắt đầu vào sáng sớm Chủ nhật và giết chết một cảnh sát viên và một thường dân bên ngoài của hộp đêm Drena trước khi các hung thủ tiến vào tấn công bên trong hộp đêm, và có khoảng 600 người tại hộp đêm đã xảy ra vụ tấn công. Bắt giữ con gái của bạn thân Tổng thống Park Geun-hye. Truyền thông Hàn Quốc ngày 2 tháng 1 cho biết con gái bà Choi Soon-sin, người đang là trung tâm của vụ bê bối chính trị ở Hàn Quốc, bạn thân Tổng thống Park Geun-hye đã bị bắt ở Đan Mạch. Theo cơ quan cảnh sát quốc gia, các cơ quan thực hiện pháp luật ở Đan Mạch đã thông báo cho phía Hàn Quốc biết về vụ bắt giữ Chung Yura, con gái của bà Choi Soon-sin ở thành phố Anbor, phía bắc Đan Mạch, với cáo buộc cư trú bất hợp pháp. Chung Yura, 20 tuổi, vốn là một vận động viên đua ngựa của đội tuyển đua quốc gia Hàn Quốc. Cô từng giành huy chương vàng tại Asian Games vào năm 2014. Văn phòng công tố đặc biệt của Hàn Quốc phụ trách điều tra vụ bê bối chính trị liên quan đến bà Choi Soon-sin cho biết, tòa án đã phát lệnh bắt giữ con gái của bà Choi Soon-sin sau khi Chung Yura nhiều lần từ chối lệnh triệu tập để hợp tác điều tra. Văn phòng công tố viên đặc biệt tại Seoul cho biết, cơ quan này đang làm việc với giới chức Đan Mạch để dẫn độ Chung Yura về Hàn Quốc. Và Indonesia đã bắt thuyền trưởng trong vụ cháy tàu du lịch đã làm 23 người thiệt mạng. Tin từ Indonesia đã cho biết, cảnh sát của Indonesia vào sáng 2 tháng 1 đã vừa bắt giữ thuyền trưởng trong vụ tàu du lịch đã bị cháy khi đang trên đường đến đảo nghỉ mát đã làm cho 23 người chết. Tàu Zaro Express đã bị cháy vào ngày 31 tháng 12 ngay sau khi khởi hành từ Jakarta chở theo 250 khách du lịch đi nghỉ vào dịp năm mới trên đảo Tiung. Hành khách hoảng sợ tranh giành nhau áo phao cứu sinh và nhảy xuống biển khi đám lửa khởi phát từ buồng động cơ và lan nhanh trên tàu. Điều tra ban đầu đã cho thấy chập điện có thể là nguyên nhân để gây ra sự cố. Theo cơ quan quản lý xử lý thảm họa của Indonesia cho biết, phần lớn hành khách đã được cứu,
song có 23 người đã thiệt mạng và 50 người bị thương, trong đó có 19 người vẫn đang tiếp tục điều trị ở bệnh viện. Cảnh sát đã cho biết, thuyền trưởng là Muhammad Nali đã bị bắt giữ và đang bị thẩm vấn vì tội thiếu trách nhiệm. Một số hãng truyền thông địa phương cũng đã đưa tin, thuyền trưởng là người đầu tiên đã nhảy ra khỏi con tàu và bỏ mặc hành khách. Một quan chức của Bộ Giao thông Vận tải tuyên bố là sẽ trừng phạt nghiêm nếu viên thuyền trưởng rút giấy phép hành nghề vĩnh viễn nếu các cáo buộc được chứng minh là sự thật. Bắc Hàn thử tên lửa làm Nam Hàn tăng cường phòng vệ. Theo tin từ Seoul ngày 2 tháng 1, quyền Tổng thống kiêm Thủ tướng Hàn Quốc Kwon Kyung-an tuyên bố sẽ tăng cường khả năng phòng vệ để gián trả các mối đe dọa hạt nhân đang gia tăng từ phía Bắc Hàn thông qua sự hợp tác quốc tế chặt chẽ. Phát biểu trên của ông Hoang được đưa ra một ngày sau khi nhà lãnh đạo Kim Jong-un tuyên bố Bình Nhưỡng đang ở trong giai đoạn cuối cùng của việc chuẩn bị phóng tên lửa, một quả tên lửa đạn đạo liên lục địa. Ngoài ra, ông Hoang cũng cam kết mở rộng sự hợp tác ngoại giao với Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc và Nga, đồng thời nhấn mạnh sẽ đảm bảo không để xuất hiện những khoảng trống về chính trị ngoại giao sau khi Tổng thống Park Geun-hye bị luận tội hồi tháng trước. Ông còn đưa ra những ưu tiên trong chính sách của chính phủ trong năm mới, tập trung vào việc tăng cường quốc phòng, vực dậy nền kinh tế, củng cố lực lượng tăng trưởng và đảm bảo an toàn cho người dân. Và đó là một vài thông tin chi tiết trong phần tin thế giới. Một lần nữa, Phương Thảo và Quốc Cường vừa gửi đến quý khán giả. Và trước khi bước đến bản tin Việt Nam và cộng đồng, chúng tôi xin kính mời quý khán giả quay trở lại với một vài cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình. Chào mừng quý vị khán giả quay trở lại với bản tin tức của đài KVLA trên băng tần 56.5 và Galaxy 19. Và để bước vào phần tin Việt Nam và cộng đồng đầu tiên, mời quý vị đến với xứ ngôn viên Phương Thảo. Kính thưa quý khán giả, bản tin Việt Nam và cộng đồng đầu tiên đã cho biết nguy cơ người thất nghiệp đã tăng cao trong năm 2017 tại Việt Nam. Theo các chuyên gia đã ước tính vào năm 2017, tỷ lệ lao động thất nghiệp không đột biến và sẽ ở mức khoảng 1,1 triệu người và tình trạng thất nghiệp đã tăng cả về số lượng và tỷ lệ trong năm 2016. Thanh niên vẫn là đối tượng có tỷ lệ thất nghiệp cao, chiếm gần 8% người thất nghiệp. Vào năm 2017, dự báo tình trạng thất nghiệp rất khó cải thiện khi mà cơ cấu lao động chưa có sự cân bằng và các doanh nghiệp vẫn tiếp tục đẩy mạnh tự động hóa. Các chuyên gia đã ước tính, năm 2017, tỷ lệ lao động thất nghiệp ở mức khoảng 1,1 triệu người, trong đó số lao động có trình độ đại học thất nghiệp sẽ tăng nhiều hơn là khoảng 200.000 người. Riêng vào 3 tháng cuối năm 2016, tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ đã tăng. Tuy nhiên, một điểm sáng trong bức tranh việc làm năm nay, theo đánh giá của các chuyên gia đã cho biết, thất nghiệp sẽ là một động lực cho một thế hệ khởi nghiệp. Khách Hoa Kỳ tử vong trong khách sạn ở Sài Gòn. Theo tin từ VN Express ngày 3 tháng 1, Công an quận Nhất phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố Sài Gòn đã khám nghiệm hiện trường điều tra nguyên nhân tử vong của một người đàn ông quốc tịch Hoa Kỳ trong một khách sạn. Chiều cùng ngày, nhân viên của khách sạn nằm tại con hẻm trên đường Phạm Ngũ Lão, quận Nhất, ngửi có mùi hôi thối lan tỏa khắp nơi. Chia nhau đi tìm, nhân viên phát hiện mùi hôi thối xuất phát từ một căn phòng do người đàn ông quốc tịch Hoa Kỳ thuê. Mở cửa kiểm tra, họ hốt hoảng khi phát hiện vị khách đã tử vong, thi thể đang phân hủy. Nhận tin báo, lực lượng chức năng quận Nhất phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ, công an đã có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng. Được biết, người đàn ông này thuê phòng, nghỉ tại khách sạn trên được khoảng một tuần. Nguyên nhân tử vong đang được điều tra và làm rõ. Taxi tại Sài Gòn đã muốn đóng thuế như Uber, Grab. Tin từ Việt Nam đã cho biết, Hiệp hội Taxi tại Việt Nam đã vừa kiến nghị được nộp thuế tương đương với Uber và Grab nhằm tăng khả năng cạnh tranh cho các hãng taxi truyền thống. Theo Hiệp hội cho biết, mức thuế phải đóng của Uber và Grab hiện đang thấp hơn nhiều so với các công ty kinh doanh taxi truyền thống. Hiện tại, Uber phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp là 2% và Grab là 7%. Trong khi đó, theo Hiệp hội Taxi tại Việt Nam, các công ty kinh doanh taxi phải đóng 10% thuế VAT, 20% thuế thu nhập doanh nghiệp.
mức thuế cao đã khiến cho chi phí vận hành taxi truyền thống tăng, khiến cho mất lợi thế cạnh tranh so với các dịch vụ gọi xe qua ứng dụng di động như Uber và Grab. Và trước đó, công ty Grab Việt Nam cũng đã phản ứng về việc Uber chỉ đóng 3% thuế giá trị gia tăng, trong khi Grab phải đóng mức thuế giá trị lên đến 5%. Bộ Tài chính đã cho rằng, kiến nghị của Grab về mức thuế chênh lệch giữa Uber và Grab là do mức thuế 5% của Grab đã được tính trên doanh số bán phần mềm ứng dụng khoa học công nghệ, và đây là mức tạm thu cho chi cục thuế tại thành phố Sài Gòn. Việt Nam cảnh báo nguy cơ dịch cúm gia cầm bùng phát vào đầu năm. Ngày 3 tháng 1, Cục Y tế Dự phòng Việt Nam đã đưa ra khuyến cáo người dân thực hiện các biện pháp phòng ngừa lây nhiễm bệnh cúm gia cầm vào mùa lễ hội đầu năm 2017. Theo Chi cục Thú y, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, năm 2016, Việt Nam đã ghi nhận các ổ dịch cúm gia cầm H5N1 và cúm H5N6 tại một số gia đình của người dân. Tuy nhiên, nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa ngành y tế và ngành nông nghiệp, các ổ dịch trên gia cầm đã được dập tắt và không để lây truyền bệnh sang người. Mặc dù vậy, cơ quan chức năng vẫn thông báo, trong thời gian sắp tới vào dịp lễ Tết và mùa lễ hội, nhu cầu tiêu thụ gia cầm và sản phẩm gia cầm sẽ gia tăng. Do đó, rất có khả năng về nguy cơ nghi nhận các trường hợp mắc cúm gia cầm trên người nếu không áp dụng những biện pháp ngăn ngừa lây truyền virus từ gia cầm sang người. Và kính thưa quý khán giả, bản tin cuối cùng trong chương trình tin tức hôm nay đã cho biết rằng trái cây Trung Quốc đã mang nhãn Việt Nam tung hoành vào dịp Tết. Tin từ Sài Gòn đã cho biết, và mới đây, người tiêu dùng đã bị lừa khi tưởng nhầm xoài Tí Hon của Trung Quốc là xoài được trồng tại Việt Nam. Và mãi cho đến khi cơ quan chức năng, các chợ đầu mối đã khẳng định, mỗi ngày có hàng trăm tấn xoài Tí Hon Trung Quốc đổ vào nước bán la liệt khắp cả nước, và mọi người mới té ngửa là lâu nay đã bị mua nhầm. Và trước Tết Dương lịch vừa qua, mọi người đã ước tính mỗi ngày có khoảng 60 xe vận tải đã đổ trái cây từ biên giới phía Bắc vận chuyển về chợ nông sản Thủ Đức và vẫn đang tiếp tục để cung cấp trái cây cho thị trường Việt Nam trong tháng để chuẩn bị đón Tết Nguyên Đán. Loại trái cây chiếm số lượng lớn nhất của Trung Quốc đang được phân phối tại chợ Thủ Đức là cam sành, quýt, nho và táo. Một số tiểu thương đã cho biết, họ chấp nhận trái cây Trung Quốc vì độ bóng, mượt và nhìn rất ngon và đặc biệt là để lâu không héo và có thể giữ trong kho suốt một tuần lễ vẫn không bị hư thối. Theo báo Tuổi Trẻ đã dẫn lời giới chức của Tổng cục Hải quan Việt Nam đã xác nhận, Việt Nam đã chi mỗi năm khoảng 4.000 tỷ đồng Việt Nam, khoảng 175 triệu Mỹ Kim để nhập cảng trái cây từ Trung Quốc. Và đáng lo là số trái cây của Hoa Lục đã chứa đầy chất độc hóa học, sau đó đã được dán nhãn Việt Nam hoặc của Mỹ để tung ra thị trường nhằm đánh lừa người tiêu thụ. Quý vị và các bạn vừa xem xong bản tin tức của đài KVLA trên băng tần 56.5 và Galaxy 19. Một lần nữa, Phương Thảo và Quốc Cường xin cảm ơn. Xin kính chúc quý khán giả một ngày bình an, hạnh phúc. Xin kính chào và hẹn gặp lại.